Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty cầu bìp phải làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng xuyên bài để giúp các bạn đi chơi đến cái sòng sới là các bạn có thể bịp được tiền đấy, nhìn bài như bài ngửa luôn. Thì trước mắt các bạn đây là cái kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài đấy. Đây mình sẽ cho các bạn thực tế luôn này. Đây là kính Mỹ 9D nhìn xuyên bài mình nhập khẩu trực tiếp ở Mỹ về này. Đấy, bên trong cấu tạo nó sẽ bao gồm một cây đeo giúp bạn đeo cái kính vào mắt, mắt len vào mắt này. Đây là cái lọ đựng kính áp tròng này. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem nhé. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi chơi á là các bạn chỉ cần đeo vào mắt và luôn một bộ bài vào là các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Đây bên trong đây nó sẽ có một cặp mắt len này, các bạn nhìn này. Thì khi các bạn đeo thì các bạn lấy ra, các bạn đặt cái kính, cái cây đeo này, rồi mình sẽ đổ bỏ cái lọ nước này đi. Các bạn lưu ý này, cái lọ nước bảo quản thì các bạn để lại nhé, đừng làm mất của nó. Đấy. Đấy, khi chơi các bạn là đeo cái kính mắt len lên trên cây đeo như này. Đấy. Là các bạn áp vào mắt thì sẽ nhìn thấy bài như bài ngửa luôn. Thì bây giờ tôi sẽ cho bạn xem cái bài, nó sẽ nhìn cái bài như này. Thì đây, đây là cái kính thử, thì tôi sẽ đeo cái mắt camera để thử bài cho các bạn xem nhé. Xem nhìn bài như nào nhé. Cái này thì khi bình thường á, nếu một bộ bài mà khi mà chưa đeo kính áp tròng, người thường nhìn vào con bộ bài nó sẽ như này. Đó, tôi sẽ lấy ra cho các bạn xem này. Đấy. Đây này. Đây, một cái bộ bài bình thường là khi mà chưa đeo kính thì nhìn nó như này. Thì lưu ý với các bạn là khi các bạn đeo, tôi đeo kính vào cái mắt thử camera thì không rõ bằng cái mà kính áp tròng khi các bạn đeo mắt nhé. Đây. Đây như này. Nó sẽ như thế này. Đấy. Đấy các bạn nhìn đây, con ca này rất là rõ ràng luôn này. Đấy, còn đeo cái kính áp tròng của bạn vào mắt thì nó sẽ rõ hơn. Đấy, ca này. Q này. Z này, con 10 là số cộng này. Là 10, 9 nó móc chìa khóa này, đấy. 8 này, đấy các bạn nhìn rõ ràng như 7 này. 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, át này. Đấy, còn đây là con cơ, nó đánh thêm một cái dấu chấm, đây là con cơ, còn con bích thì không có gì. Đây con cơ này. Đấy, các bạn nhìn này, phải nhìn thấy cả chất luôn nhá. Đấy. Cơ này. Còn con tép hay là con chuồn thì nó đánh ở trên này. Đây tôi sẽ để chỉ các bạn đến con chuồn này. Đây con chuồn này. Con ca chuồn này, ca tép này, đây này. Đấy. Con ru thì nó sẽ ở bên tay trái. Nó đánh một cái dấu gạch ở bên tay trái. Đây, như cái này, con quy cơ quy ru này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Nhìn cái chất như này thì rất là ok luôn. Thì khi các bạn bỏ kính ra thì nó như bình thường. Đấy, như bình thường. Thì khi các bạn đi chơi bài mà bạn nhìn thấy bài như bài ngửa là chơi rất ok rồi. Đấy. Thì với cái mẫu bài ấy thì bên nhà tôi có rất nhiều mẫu bài. Chẳng hạn như bài 2019 này. Với cái bài này rất phổ thông, cái bài xanh 2001 thì rất phổ thông rồi. Rồng đỏ, rồng vàng. Rồng vàng này. Rồng đỏ này. Và các bạn ở nước ngoài thì mình có thêm những cái bài nhựa. Bài nhựa nước ngoài. Đây thả như bài nhựa này, nylon này, Royal này, đấy, xanh đỏ này. Đấy. Những cái bài cả như đô la. Những bài đô la này. Đấy, bài đô la trắng, đô la vàng này. Bài sẻ quạt này. Đấy, những cái mẫu bài bên mình rất nhiều, đa dạng mẫu bài để cho các bạn lựa chọn nha. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng, bạn qua trực tiếp hai trụ sở ở Hà Nội và Sài Gòn. Đấy thì ngoài cái kính mẫu 9D, đây là cái mẫu kính 9D này. Đấy thì bên mình còn phân phối những cái mẫu kính Nhật Bản như này, nhưng do diện tích cái bàn nó hơi hẹp, mình không thể trưng bày hết đây được. Và kính Mỹ hộp gỗ. Đấy, đây là một cái những cái sản phẩm rất là ok, đánh cũng rất là ok luôn, giá tiền phải chăng. Đây sẽ được đựng trong kính, sẽ được đựng trong lọ nước thủy tinh như này. Đấy, anh em nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp cái số ở trên góc màn hình nhá. Đây, đây cái kính nhá. Đấy, thuần nhôm này. Rất nhiều mẫu mã kính để cho các bạn, và bài rất là nhiều luôn. Mình là một trong những cái đại lý phân phối lớn về cái đồ dụng cụ của bịp này. Thì các bạn mua hàng thì cứ alo trực tiếp nhá. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, nghe mình thì công ty máy đánh bài bịp CVK lại làm một cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700. Đấy, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus. Đấy, rất là đẹp luôn máy.
Tiếp theo là một con máy bài CVK900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK680S được ngụy trang trên này một chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên này một chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy bài là con máy bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này, các bạn có thể chơi được tất cả môn bài Việt Nam. Ngoài Bắc chơi 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này. Đấy. Đây. Nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây cho các bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này. Đấy. Rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra nó đọc cái bài báo và nó báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt nó báo đây. 2 2 2 2. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 đây. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo, và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại các bạn này. Cắt này. Đấy. Yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi lại báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này. Lớn nhất. Những nhà lại không qua được cái nhà 7 đấy, thì test cho bạn qua vậy để bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý như mình để báo máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn đấy, các bạn lưu ý như mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài, tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này, bài đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy. Máy báo 2, 4 người chơi môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 này, 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này, những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo kép luôn các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ. Đây con máy bài CAC 700 mới nhất hiện nay luôn, kép cho các bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam là binh sáu lá. Đây, đặt là báo này, máy báo ba này. Một binh sáu lá nào trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, để tôi sẽ cho các bạn xem này, để bài 1, 2, 3, mấy báo ấy, 3 này, đây là nhà lớn nhất này. Đấy, đây là 9, 5. Đấy, chia là xếp này là 9, 5.
đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở, một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK9 chậm. Tôi sẽ test từng con một. Này tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây, để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này. Là lớn nhất. Những nhà còn lại không qua được luôn. Đây. Máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo là cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy bài CVK680. Đây. Đây là con máy bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt là bài dọc này. Ba mày báo ba bốn người chơi đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi, đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy đấy, chuẩn xăng 100% luôn đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, như này đấy, rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào các bạn bấm cái luôn lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Máy báo 5 này. Đấy, rất là chuẩn xác luôn. Thế tiếp theo là một con máy bài tầm trung tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây, đây là máy bài tầm trung, còn một của hãng CVK, máy tầm trung giá rẻ nhá. Không hẳn là rẻ nhưng mà là tầm trung, mềm hơn những cái dòng cao cấp này. Để test cho các bạn xem luôn bài liêng luôn này. Các bạn muốn biết chi tiết về máy thì các bạn kết bạn Zalo xuống thoại trên để tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xem luôn. Đấy, quay trên video này thì nó sẽ không được báo quát hết được. Đây. Đấy, máy 33 4 người chơi. Đấy các bạn, quan trọng là đặt xuống là báo luôn rồi. Đấy, liêng luôn này, 1, 2, 3 liêng này, 5, 6, 7 này. Đấy, chuẩn xác luôn. Thì các bạn nhu cầu mua hàng các bạn đến trực tiếp trụ sở Hà Nội và Sài Gòn nhá. Bên cạnh máy thì còn những cái phụ kiện kết nối như đồng hồ này, các bạn đeo vào đây các bạn nó sẽ quét bài mã vạch này. Đấy là phụ kiện kết nối. Hiện tại Nokia kết nối mã vạch này. Đấy. Ví hay là hộp quẹt đủ hết nhá. Đây là ví. Khi các bạn chơi những cái phụ kiện này, những cái máy chủ các bạn để trong người, các bạn đặt cái nào trước mặt này là ok. Đấy, các bạn nhu cầu mua hàng bạn liên hệ trực tiếp Zalo nhé, hoặc số điện thoại đến trực tiếp cửa hàng để mà test. Rồi cảm ơn các bạn xem kia. Chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì tôi làm một video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm
để anh em sơ một vài lá nào. Kính áp tròng nhìn xuyên bài thì bên tôi là có thể nhập khẩu và cung cấp phân phối tất cả những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài để giúp anh em chơi, nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Nhật, Hàn. Đấy thì trước mặt anh em đây là một cái bộ kính tôi nhập khẩu nó từ Mỹ. Đấy, đây tôi cho anh em xem, made in USA. Cái bộ kính này là một bộ kính đẳng cấp nhất hiện nay, giúp anh em đeo vào mắt êm mắt, không cộn mắt, và đặc biệt là nhìn bài cực rõ luôn. Đấy, như chơi bài ngược anh em nhá. Và cái bản kính này tôi bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, anh em vấn đề kính này anh em có thể dùng được 3-4 năm. Bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên tôi phân phối lên cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây anh em có thể thấy đây, và một cái loại kính khác nữa, đó là kính của hộp gỗ. Kính này cũng là của Mỹ anh em nhá. Đây tôi cho anh em xem cái hộp nó này. Đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao. Đây, tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn cho anh em cái mắt để anh em xem. Thì cách sử dụng kính áp tròng này như nào, thì khi anh em đeo vào mắt á thì anh em nhìn cái bộ bài á nó như chơi bài của họ anh em nhá. Thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong cái đấy thì nó, anh em nhìn này. Đấy, cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này. Đấy, bình thường thì sẽ như này. Đấy, không nhìn thấy mắt thường, không nhìn thấy gì. Nhưng mà tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera, chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào mắt được rồi. Thế tôi vẫn đeo cho anh em xem. Đây, đây như anh em nhìn rõ này, như con này con 8 này. Đây, đấy, con này là con át này. Đấy, con này con K này. Cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá. Đấy, như con này là con Piso này anh em này. Đây anh em nhìn cái góc này. Đấy, con này là con 2 anh em nhá. Đây con 2 này, tôi sẽ cho gì anh em xem này. Con 2 này, con 7 này, con 6 này, con 5 này, con 4 này, con 3 này. Đấy, khi bỏ kính lại như này. Đấy, tôi lại đeo kính vào này. Đấy, con 4 này. Đấy, con 3 này. Đấy, anh em chơi bài mà chơi như bài ngược ấy, đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi. Thì bên cạnh cái bài phổ thông, bài lớp cao 2001 này, đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam, thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những cái mẫu bài khác trên thị trường. Thì nhờ anh em hỏi tôi như này, cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không, tôi nói luôn là không, phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá. Anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này, 0984 80 149. Còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội. Đấy thì bài bây giờ tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài, những mẫu bài nước ngoài đấy như này, và những cái bộ bài rồng đỏ và rồng vàng như này. Đấy, những cái bài này ở ngoài Bắc chơi rất là khủng, kinh khủng luôn. Đây tôi xem cho anh em xem từng bài, cái bài rồng vàng như nào này. Đấy, anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngửa luôn này. Còn đây là rồng đỏ này anh em này. Đó, cái hộp của nó đây này. Thì bên cạnh cái rồng đỏ, rồng vàng thì có bên đó còn cái bài nhựa, bài hộp nhựa như này. Đây là bài nhựa nha anh em nhá. Ngoài bài nhựa thì bên giờ tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền Tây chơi, đó là chính là cái bài đô la vàng. Đây anh em này, đây là cái bài đô la vàng anh em nhá. Anh em nhìn hộp này,